and I'd just like to wish the bride and the groom all the best for the future. Thank you very much. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại diện cho hai họ và các bạn của cô dâu chú rể đã đến chung vui cùng với hai gia đình của chúng tôi trong ngày trọng đại ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Adam. We shall now invite the couple to celebrate weddings, rings, exchange.